Lê Phúc xin chào cô chú anh chị và các bạn đang xem video. Chúc mọi người có một ngày thật vui và nhiều sức khỏe. Thì hôm nay Phúc giới thiệu tới các bạn một món bánh được làm từ khoai môn. Bánh khi làm xong thì có màu sắc vô cùng bắt mắt. Khi ăn bánh dẻo dai kết hợp cùng với lại nước cốt dừa rất ngon. Và ăn vào thì lại rất là bùi béo của vị khoai môn nữa các bạn. Và để làm cái món bánh này thì mời mọi người hãy cùng theo dõi hết video và cùng vào bếp làm với Phúc nha. Và khi xem video các bạn thấy hữu ích thì đừng quên ủng hộ mình bằng cách đăng ký kênh. Và đây là tất cả nguyên liệu mình chuẩn bị cho cái món bánh này. Đầu tiên thì sử dụng ở đây là 200g bột năng, 400g khoai môn, 400ml nước cốt dừa, 150g đường cát, một chút xíu muối và 100ml màu lá cẩm. Thì tất cả những nguyên liệu này mình sẽ để chi tiết trong phần mô tả thì các bạn có thể bấm xuống xem. Và để bắt đầu làm thì mình sẽ cho hết cái chỗ khoai môn này vào trong nồi, sau đó thì các bạn đem hấp cho chín mềm. Thì mình có thể sử dụng củ to như thế này hoặc là củ nhỏ đều được nha. Khoai môn mình hấp một lúc thì cũng đã chín mềm rồi nè các bạn. Và để làm mau hơn thì mình cho vào trong cái máy xay, mình xay cho cái phần khoai môn này nó nhuyễn ra, hoặc là các bạn có thể dùng cái nĩa này để mà mình dầm ra cũng được nữa. Rồi bây giờ mình đậy nắp lại và chuẩn bị đem đi xay nha. Xay được một lúc rồi thì cái phần khoai môn của mình nó cũng đã nát ra nè các bạn, rất là nhuyễn luôn. Thì mình sẽ đổ cái chỗ khoai môn này ra ngoài thao. Sau khi xay xong á thì cái phần khoai môn của mình rất là dẻo và không có bị khô. Khi đã cho ra xong á thì bây giờ các bạn cho hết vào đây là 200g bột năng. Khi đã cho bột năng vào xong rồi á thì mình sẽ trộn cái chỗ khoai môn và bột năng này đều lại với nhau. Khoai môn và bột năng á thì mình cũng đã trộn đều rồi nè, lúc này thì bắt đầu cho đường vô. Mình cho vào đây là 3 muỗng canh đường. Dằn vào chút xíu muối nữa các bạn. Bột và đường thì cũng đã trộn đều rồi. Thì bây giờ mình chuẩn bị nhồi nha. Để nhồi thì mình sẽ mang bao tay vào các bạn. Bây giờ mình nhồi lại để cho cái phần khoai môn này thành cái khối dẻo mịn. Bột lúc này thì mình cũng đã nhồi xong rồi nè, khá là dẻo và bột của mình lại mềm nữa các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ cho vào đây là một ít màu lá cẩm nha. Mình cho ít thôi chứ không cần cho nhiều. Tầm khoảng 2 muỗng canh là được rồi. Sau đó thì bắt đầu mình nhồi lại. Để cho cái phần khoai môn này á nó đều màu là được. Khoai môn và màu lá cẩm á, thì mình cũng đã nhồi xong rồi nè các bạn. Khi nhồi xong sẽ thành một cái màu tím nhạt như thế này. Rồi bây giờ mình để đây để cho cái phần bột này nghỉ tầm khoảng là 10 phút nha. Bột rất là dẻo chứ không hề bị nhão nha các bạn. Thau bột thì mình cũng đã để nghỉ đủ thời gian rồi các bạn. Thì bây giờ mình sẽ nhồi sơ lại một cái để cho cái phần bột của mình nó được đều hơn nha. Mình mang bao tay và các bạn thoa lên trên bao tay một ít dầu ăn. Như vậy thì sẽ không bị dính. Và mình chuẩn bị thêm ở đây là một cái mâm lót miếng lá chuối này các bạn. Thì sau đó mình sẽ lấy một cái lượng bột khoai môn vừa đủ, tầm khoảng là bao nhiêu đây thôi. Sau đó thì mình vo tròn lại như thế này. Và các bạn cho qua bên cái miếng lá chuối. Và mình làm tương tự nha, để xa xa nhau ra một chút. Bột thì mình cũng đã vò thành những cái viên tròn như thế này rồi. Và mình có sử dụng thêm ở đây là một cái chai thủy tinh này các bạn. Và cũng thoa lên trên chai một ít dầu ăn nha. Sau đó thì mình sẽ cho xuống cái viên bột. Các bạn ấn xuống như vậy. Sau đó mình dở lên. Thì sẽ thành hình những cái nấm nhìn rất là xinh. Nhúng được một hai cái thì các bạn nhúng dầu nha. Rất là dễ thương luôn đó. Bánh thì mình cũng đã tạo hình xong hết rồi và cái nồi nước cũng đã sôi thì mình chuẩn bị đem đi hấp luôn nha. Thì các bạn có thể tạo hình thành những cái nấm xinh như thế này hoặc là mình tạo hình theo sở thích của mình cũng đều được. Nồi nước sôi rồi thì mình cho bánh vào trong nồi để hấp.
Thì mỗi mẻ bánh như thế này các bạn hấp cho mình tầm khoảng là 7 phút thì bánh sẽ chín hẳn. Nồi bánh mình hấp thì cũng đã đủ thời gian rồi nè các bạn. Lúc này thì cái phần bánh nó cũng đã chín rồi, hơi dính vào nhau một chút xíu nhưng mà không sao. Thì bây giờ mình sẽ tắt bếp, mình lấy hết cái chỗ bánh này ra ngoài và tương tự mình hấp với mẻ còn lại. Hai đĩa bánh nấm khoai môn thì mình cũng đã hấp xong hết rồi. Khi hấp xong cái màu tím nhìn rất là ngon nha các bạn. Thì bây giờ mình sẽ để qua một bên và tiếp tục đi làm tới cái chỗ nước cốt dừa để ăn kèm. Và để làm nước cốt dừa thì mình sẽ cho hết chỗ nước cốt mình đã chuẩn bị vào trong nồi. Các bạn chừa phần cặn lại nha. Sau đó thì cho hết cái số đường còn lại vào luôn. Dằn vào chút xíu muối. Nửa váng bột năng, sau đó thì các bạn hòa tan ra. Sau khi đã hòa tan xong hết thì mình mở bếp lên và khuấy tới khi nào mà cái chỗ nước cốt dừa của mình sánh đặc lại. Nồi cốt dừa khuấy một lúc thì cũng đã sánh lại như thế này nè các bạn. Bây giờ thì mình sẽ tắt bếp, nhấc xuống và chuẩn bị thưởng thức luôn nha. Nước cốt dừa thì cũng đã thắng xong rồi. Và để ngon hơn thì mình cho lên đây một ít đậu phộng nha. Và cũng sẽ chan nước cốt dừa vào trong cái đĩa bánh luôn nha các bạn. Khi ăn thì mình thắng đặc một chút xíu như vậy nè, sẽ ngon hơn. Rồi bây giờ cũng cho vào thêm một ít đậu phộng nữa. Và mời các bạn cùng thưởng thức cái món bánh nóng khoai môn này với mình. Và đây là cái phần bánh của mình nè các bạn. Bánh rất là dẻo luôn nha, dẻo mềm. Phần bánh khi ăn vào thì bánh của mình rất là dẻo và dai nè các bạn, đặc biệt là thơm cái mùi khoai môn nha, kết hợp cùng với lại nước cốt dừa béo béo ăn rất ngon và tạo hình bánh thì trông rất là đẹp mắt nữa và cách làm thì vô cùng đơn giản. Và như vậy là mình cũng đã chia sẻ xong tới các bạn cái món bánh nấm khoai môn rồi. Cảm ơn mọi người đã theo dõi hết video, mình xin chào và hẹn gặp lại.